vậy là mùa mưa năm nay thực sự đã bắt đầu. Một vài khu vực có thể sẽ mưa đến 100mm trong hôm nay. Vì vậy, mọi người đừng quên mang theo dù khi đi ra ngoài. Chương trình dự báo thời tiết với phát thanh viên Hoa Ra. Anh đi nha bà xã. Chào mẹ, hẹn gặp lại mẹ sau. Chào em với. Chào mẹ, hẹn gặp mẹ sau nha. Mọi người đi cẩn thận nha. Cái con bé này không thể nào tin được mà. Nè, chơi cha đu. Con tính không đi học hả? Cho con ngủ một chút nữa đi. Món khoai lang ngọt hấp dẫn vẫn chưa được dọn lên mà. Hãy làm ơn rửa nhiều siro một chút. Vấn đề lớn nhất của người Hàn Quốc là lúc nào cũng học một cách quá vội vã. Con chỉ muốn được ăn món yêu thích ở trong giấc mơ thôi mà. Vậy mà mẹ cũng không thể chờ thêm một vài phút. Ôi trời đất ơi, còn dám nói nữa hả? Con có nói gì sai đâu. Mẹ lúc nào cũng để ý nhắm vào con hết. Tính chậm trễ của con là một vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ ơi, trời đang mưa kìa. Bây giờ mới biết sao. Mấy cái khăn này đúng ra phải cần phơi nắng thì mới được. Shadow à, giữ một mặt giùm mẹ đi. Ủa? Con biết ngay là như vậy mà. Có chuyện gì vậy hả con? Hồi nãy ba và hai đứa nhỏ đã lấy hết dù tốt đi rồi. Mẹ nhìn cái này thử đi. Cũng tại con hết mà. Con mà chịu thức dậy đúng giờ thì đã có dù rồi. Đưa đây cho mẹ. Trời, bị gãy rồi. Nè cha đu à, con dùng đỡ cạnh bên này nha. Dương tay dài như vậy dù sẽ không bị sập lại đâu. Hả? Mẹ muốn con mất mặt trước bạn bè của mình sao? Nếu như vậy con thà dầm mưa đi học cho rồi. Cha đu à, không sao đâu, trời mưa đâu có lớn lắm. Ôi trời đất ơi, ít nhất con cũng đừng để cho tóc bị ướt chứ. Cha đu à, con sắp trễ học rồi. Cây dù cũ. Thiệt là keo kiệt, thiệt là bụng xỉn. Không lẽ nhà mình cũng không có khả năng mua một cây dù mới sao? Cũng may là bữa nay trời mưa không quá lớn đó. À, cô làm gì vậy? À, trời ơi, con phải cẩn thận chứ. Sao lại đứng ở giữa đường như vậy hả? Cô trả tiền giặt đồ đi. À thôi, cô vào nhà đi. Đúng là xui xẻo thiệt mà. Bình thường thôi mà. Nhìn nó giống y như cái của mình á. Đơn đơn à, bạn hãy đổ nước lên đi. Hả? À, được thôi, chờ chút. Ê, chà. Hay ghê chưa. Đúng vậy, cây dù này thiệt là hay. Và khi các bạn bước vào trong nhà, chỉ cần bấm cái nút này, nó thật sự rất là tiện lợi. Wow, đúng là tiện lợi và hiện đại. Bắt lại luôn. À, nè, Ân Huy à, bạn có thể cho mình cầm thử được không vậy? Mình nữa. Muốn cầm thử cũng được thôi, nhưng mà các bạn phải xếp hàng theo thứ tự. Chuyện gì vậy? Lớp mình có người tới bán dù hay sao hả? Hả? Như vậy là cuộc di cư mới đã bắt đầu vào năm 1970, cùng với khẩu hiệu cần cù, tự lực và cùng hợp tác, mục đích để phát triển các khu vực nông thôn thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Ủa? Sao tự nhiên trong lớp mình lại có dũng nước dưới sàn vậy ha? Nè Ân Huy, sao em lại treo cây dù trên bàn học như vậy? Em phải để nó trong cái xô ở cuối lớp chứ. Dạ thưa cô hiểu lầm em rồi. Cây dù của em được làm bằng nguyên liệu chống thấm hai lớp, vì vậy nước mưa không bao giờ thấm được. Cô hãy coi đi nè. Đúng như vậy đó thưa cô. Em có thể đảm bảo với cô rằng cây dù của Ân Huy không thể nào thấm nước được. Mình cảm ơn bạn nha Đơn Đơn. Dạ thưa cô, nếu như cô muốn thì em sẽ để cây dù và cái xô ở cuối lớp cho cô. Nhưng mà em cảm thấy có thể mình sẽ bị mất cây dù nếu như nó ở xa tầm tay. Sao? Em nói vậy là ý gì chứ? Bộ em sợ sẽ có ai đó lấy cây dù của em.
Em biết được thưa cô, thật lòng ngay cả tưởng tượng thôi em cũng cảm thấy sợ. Thật sự ra là chúng ta hầu như bạn nào cũng có đem theo dù. Em chỉ sợ là người nào đó dầm mưa gì không có dù sẽ có động lực muốn lấy trộm nó. Shadow à, mình nghĩ chắc không bao giờ còn có ý định ăn trộm dù của mình đâu ha. Shadow à, không lẽ em đã quên không mang theo dù? Sao em không đến phòng y tế lau cho khô người, nếu không sẽ bị cảm đó. Em sẽ không sao đâu thưa cô. Em là học sinh cho nên cần phải học chăm chỉ. Em hãy mau tới phòng y tế trước khi cô đổi ý đi. Dạ thưa cô. Mình là loại bình thường cho nên có thể bị thấm nước. Cho dù mình có giấc mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì... Đúng vậy Ân Hươi ạ, mình có thể đảm bảo điều đó. Cảm ơn bạn Đôn Đôn à. Mình thật là may mắn quá. Đáng lẽ là mình nên mang theo cây dù cũ kia theo như lời mẹ nói. Cả lớp đứng lên. Dạ cảm ơn cô. Hiện giờ trời vẫn mưa khá lớn, các em về nhà cẩn thận đừng để bị ướt nha. Dạ. Shadow à, bạn dùng chung dù với mình đi ha. Thôi không cần đâu, bạn cứ về trước đi. Mình để ở đây tới khi nào tạnh mưa mình về cũng được. Không được đâu Shadow à. Hiện giờ trời vẫn đang mưa rất lớn, ai biết khi nào mới hết chứ. Vì vậy bạn đừng bướng bỉnh nữa, hãy cùng về chung với mình đi hả? Dùng chung dù với bạn để đi về sao? Giống như vậy hả? Bạn đừng lo cho mình, cứ đi về nhà trước đi. Mình thật sự không sao đâu mà, bạn yên tâm. Mình xin lỗi Shadow à. Để lần sau mình sẽ mang một cái dù thật lớn đủ cho hai chúng ta đi chung với nhau nha. Vậy ý bạn nói mình sẽ không bao giờ có một cái dù, có đúng không? Có thể thời tiết này không giống như bình thường. Má, chuyện gì vậy? Shadow à. Mẹ ơi. Ôi trời đất ơi, sao trễ quá vậy? Mẹ đã đứng ở chỗ này chờ con lâu lắm rồi đó. Về thôi con, đứng dậy coi chừng bị ướt đó nha. Mẹ ơi. Ủa? Con không sao đâu, con đi sát bên mẹ làm sao mà ướt được. Ôi trời đất ơi, hôm nay biểu hiện của con thật sự rất khác với bình thường nha. Con làm mẹ bất ngờ quá đi. Shadow à. Dạ. Lần sau nếu mẹ đi chợ, mẹ sẽ mua cho con một cây dù thật đẹp hen. Hiên thiện không mẹ? Nhưng mà dù sao, con nghĩ con vẫn rất thích mẹ tới trường đón con mỗi khi trời mưa giống như hôm nay vậy đó. Gì? À, đúng rồi ha. Mẹ ơi, mẹ chờ một chút nha mẹ. Cô ơi cô, thay vì lấy tiền giặt đồ, con sẽ mượn cái này của cô được không? Ủa? Con nói thay vì lấy tiền giặt đồ nghĩa là sao con? Ha, không có gì đâu mẹ ơi.
trời ơi, con của tôi nặng quá. Dạ. Con chào mẹ nha. Đúng là ngon tuệ. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Tới đó mà hỏi. Nè chị ơi, vậy thầy bói đã nói cái gì vậy hả? Ôi trời ơi, chị biết không? Bà ấy nói là nếu tôi đi về hướng Tây thì sẽ gặp nhiều may mắn. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ nên dọn đi. Không những là bà thầy bói đó nói hay quá trời luôn. Ôi trời, thầy bói sao? Đúng là như vậy á. Tôi cũng công nhận là bà ấy đúng là giỏi ghê gớm. Bà ấy nói đúng, con tôi xếp hạng mấy ở trường luôn. Đúng đó, nhưng mà không chỉ có như vậy thôi đâu. Tôi đã nghe nói là bà ấy có thể thấy được ở quá khứ. Vì vậy tôi đã trả nhiều tiền hơn để xem cho tôi đó. Thấy được quá khứ. Giấc mơ trở thành Chuông Hy An của cha đô. Dạ đây ạ. Được rồi, hãy mà ngồi xuống đi. Cứ thoải mái, đừng có hồi hộp nha. Bạn có chắc chắn không đó cha đu? Dĩ nhiên là chắc rồi. Coi bói chắc là thú vị lắm đây. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại đi. Khi ta đếm tới 10, con sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Nào hãy nhắm mắt lại đi. Thiên linh linh, dơ linh linh. Thiên linh linh, dơ linh linh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiểu thương à, xin con hãy mau xuống đi. Con đã trễ giờ học rồi đó. Thì anh đang à, có thích trái hồng vàng không? Ồ, cứ như vậy cô ta sẽ không bao giờ kiếm được chồng đâu. Nè, nói năm nay gia đình của Chuông Hy An đã không nhận được lời cầu hôn nào. Không nhận được là quá đúng rồi. Chàng trai nào mà có thể thích Chuông Hy An được chứ? Cô ấy xinh đẹp quá. Mà cô gái trẻ xinh đẹp đó là ai vậy hả? À, là cái bà Chuông Hy An xấu xí hung dữ đó mà. Đừng có nói bậy, ngươi đúng thiệt là. Tại sao ngươi lại dám nói vậy về một người con gái đoan trang và xinh đẹp như vậy chứ? Người nào khùng điên dữ lắm mới nghĩ là bà Chuông Hy An đoan trang và xinh đẹp. Đứng lại mau. Cậu ấy nói đúng lắm. Trời ơi, đẹp quá. Kim thái giám, ngươi có biết cô gái trẻ xinh đẹp đó là con gái của gia đình nào không vậy hả? Thần thật sự xin lỗi thưa hoàng tử, nhưng thần nghĩ đó chính là một người đàn ông đang mặc váy đầm. Ngươi dám nói như vậy hả? Ngươi dám đùa giỡn về cách nhìn về nữ nhân của ta sao? Hãy nghe đây, ngươi hãy mau đi lại đó và tìm hiểu mọi thứ về cô ấy. Cô ấy tên là gì? Vậy là con gái nhà ai? Chàng đã yêu cầu đưa cái này tới cho ta sao? Dạ, đúng như vậy đó. Đó là thư của Sơn Hôn, con trai hoàng tể tướng của triều đình. Chúng ta sẽ làm gì đây? Thiên Đan à, nhưng mà ta còn chưa sẵn sàng để kết hôn sao? Thật ra thì ta vẫn chưa rành chữ Hán nữa. Hả? Thiên đường, trái đất, màu đen, màu vàng. Không hiểu tại sao nàng Chuông Hy An lại không chịu trả lời. Ngươi có chắc chắn nàng Chuông Hy An đến trường này để học chữ không vậy? Tôi dám chắc như vậy đó. Kìa, Chuông Hy An ở đằng kia kìa. Dạ thưa thầy, nếu như có thể, thầy cho em bắn thử có được không vậy? Không lẽ đó chính là chàng trai rất nổi tiếng, công tử đẹp trai Sơn Hôn? Sơn Hôn, em đến đây làm gì vậy hả? Dạ chào thầy, thầy vẫn khỏe mạnh chứ? Cha em nói là em hãy đến đây để chào hỏi thầy, nên em mới đến đây đó thưa thầy. À, không ngờ giờ em đã lớn như vậy rồi. Hãy cho ta xem em bắn cũng như thế nào đi. Ta xin phép, ta muốn nhờ nàng một việc.
nàng có thể lấy giùm ta cái mũi tên kế tiếp có được không? Được thôi, chuyện đó có khó gì đâu. Hơn nữa tư cách của chàng rất lịch sự, và vì chàng bắn rất giỏi nên ta đề nghị một mũi tên dài hơn. Đây, chàng cầm lấy đi. Ta xin đa tạ nàng. Ngươi có dám thi tài bắn cung với ta không, Sang Hôn? Là hoàng tử, thần xin chào hoàng tử. Không biết người tới đây để làm gì vậy? Hôm nay ta có nhã hứng muốn đi tới đây để kiểm tra những gì ta đã học được. Vì vậy ta cũng muốn được tham gia thi bắn cung. Junhian, nàng có thể lấy mũi tên giùm cho ta được không? Thật không ngờ hoàng tử cũng biết tên của thần nữa. Nàng có lấy giúp ta không? Thần sẵn lòng thi tài với hoàng tử. Ngươi thiệt là vô lễ. Được rồi, giờ tới lượt của ta. Nhưng ta lại thích dùng mũi tên mà Junhian đã lấy kìa. Đưa đây cho ta. Người không được lấy nó, trả lại đây cho thần. Người dám cãi lại lệnh của hoàng tử hay sao? Thần không thể đưa nó cho người được, dù người là hoàng tử đi chăng nữa. Đưa cho ta. Không được thôi hoàng tử. Là chuyện gì vậy? Mũi tên trật mục tiêu quá xa rồi. Xém nữa là trúng rồi. Nàng ấy thật là đặc biệt. Tiểu thư à, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta đã bị trễ giờ rồi kìa. Tại sao ta phải đi chứ? Ta chắc chắn bữa tiệc sinh nhật của Đức Vua sẽ có nhiều khách mời tham dự lắm. Nhưng thưa tiểu thư, chính hoàng tử Dương Sắc đã đích thân mời riêng cơ mà. Có ai ở nhà không? Ôi trời ơi. Xin chào tiểu thư Junhian, xin mời cô hãy lên kiệu. Chủ của tôi sai tôi tới đây để mời tiểu thư lên đường đó. Xin chào tiểu thư Junhian, xin cô xem qua cái kiệu này. Kiệu này có thể mở mái phía trên ra, là cái đầu tiên ở Joseon. Vui lòng hãy đem cái kiệu cũ kỹ này đi chỗ khác giùm. Tiểu thư Junhian sẽ dùng kiệu này để đi đến lâu đài. Nè, ông nói cái gì vậy? Tiểu thư Junhian sẽ tự mình quyết định bước lên cái kiệu nào mà. Vậy tiểu thư sẽ lên kiệu nào? Tiểu thư đã có quyết định chưa? Có rồi, ta đã có quyết định rồi. Xin mời, xin mời. Nàng đã đến rồi. Junhian cuối cùng thì... Tại sao ngươi lại gọi Junhian trong khi nàng ấy không có ở đó? Rồi, mời nàng ra Junhian để ta dìu nàng vào trong. Gì vậy? Xin lỗi nha, ta thích cưỡi ngựa hơn. Dĩ nhiên là được. Junhian, ta muốn biết cảm giác trong lòng nàng hiện giờ. Giữa ta và Sơn Hun, nàng nhất định phải chọn một người thôi. Nhưng mà thưa hoàng tử, người nói đi, thần phải chọn như thế nào đây? Giữa hai người thật không biết phải chọn ai hết. Đây là một quyết định rất khó khăn đúng không? Nếu vậy, nàng hãy chọn người nào mà trái tim của nàng đang mách bảo á. Đúng như vậy, ta cũng muốn có câu trả lời rõ ràng, Junhian à. Nhưng mà hiện giờ ta vẫn chưa thể. Nè hoàng tử Duy Sức, con đang làm gì ở đây vậy hả? Thì ra là mẫu hậu. Thì ra con chối từ tất cả những cô gái mà ta đã chọn cho con. Chính là gì? Cái cô gái thường dân xấu xí này sao? Thưa mẫu hậu, chuyện này không phải. Cô thật là cả gan. Thân phận thấp hèn của cô không thể nào xứng với hoàng tử được đâu. Hãy nhanh chóng rời khỏi cung ngay lập tức. Người không sao chứ hoàng tử? Người phải nên cẩn thận. Ichime đã đột nhập vào đây rồi. Người mới nói cái gì đó? Cẩn thận đó. Yeah.
tử hoảng sợ quá. Hãy đưa hoàng tử về phòng đi. Hãy nhanh lên. Dù gì đi nữa ta cũng không chấp nhận cô đâu. Nhưng ta sẽ trả công cho cô. Cô muốn gì nói. Dạ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá. Đúng là thường dân thấp hèn. Junian, ta đã trở về rồi. Ta đã đậu trạng nguyên ở kỳ thi vừa qua nè. Anh công tử sang hơn thật là giỏi quá. Junian à, đã lâu không gặp. Hãy lập tức báo cho Junian biết ta đang ở đây, mau lên. Nhưng rất tiếc tiểu thư Junian hiện giờ không có ở nhà. Nàng ấy đã đi đâu rồi? Được rồi, không sao hết. Ta sẽ đợi nàng ấy trở về. Công tử không thể đợi được đâu. Tiểu thư sẽ không trở về nữa. Bởi vì tiểu thư Junian đã kết hôn với Inchime rồi. Hết giờ rồi cháu gái ơi, hãy mau thức dậy đi. Shadow à, Shadow à, mau thức dậy đi Shadow. Shadow à, bạn ổn chứ, có thấy mình không? Ôi Hyandan à, Ichime đâu rồi? Bạn nói cái gì vậy? Nè con, hãy mau thức dậy đi, người khách kế tiếp của ta đang đợi ở bên ngoài đó. Thế nào hả, bạn có thấy quá khứ của bạn hay không? Mình có một cảm giác giống như là mình nằm mơ vậy đó. Mình không chắc nữa. Rồi, cô hãy mau nhắm mắt lại đi. Sau khi ta đếm tới 10, cô sẽ nhìn thấy thứ gì đó ở trong quá khứ. Chỉ cần nhắm mắt là nhìn thấy quá khứ thiệt sao? Đúng vậy. Đúng là hỗn ngược. Bà dám đưa tay lên đầu của ta sao? Kế hoạch của Shadow. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Bi đang ngủ, con nói nhỏ chút có được không? Mẹ đã nói là con phải rót ra ly rồi mới được uống kia mà. Con quên mất, nhưng mẹ đâu cần mạnh tay gì đâu. Có ai ở nhà không? Chào anh tới có việc gì hay không? Cái này là của cha đu phải không? Dạ. Hồi nãy con bé chơi bóng chày với các bạn, nó đánh bóng qua làm bể cửa sổ nhà tôi nữa rồi. Anh cho tôi xin lỗi. Mình gặp rắc rối lớn rồi. Con mau ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không có ý làm như vậy đâu. Cây đập đùi ở đây đâu mất tiêu rồi. Con đã giấu kỹ rồi, mẹ sẽ không thể nào tìm được. Gàn quá ha. Hôm nay con còn dám bày trò thách thức mẹ nữa hả? Nếu không lập tức mở cửa ra, con sẽ gặp phiền phức đó, nghe chưa? Con sẽ không bao giờ mở cửa ra. Má ơi, đã câu được một con cá lớn. Cho chùa nè, dám quậy hả? Con gái con đứa gì mà kỳ vậy? Hôm nay bạn mang theo cái gì để ăn trưa vậy? Mình có hamburger và khoai tây chiên. Tự nhiên mình có linh cảm không được tốt cho lắm.
Cha Đu à, bạn làm sao vậy? Mình không có bữa trưa. Làm sao đây? Chắc hôm nay mẹ bạn bận quá nên quên á. Không phải đâu, mình chắc chắn là mẹ của mình cố ý. Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy chứ? Mẹ ơi, chị Cha Đu lại quên mang theo bữa trưa nữa rồi. Cha Đu à, mình chắc chắn là bác gái không cố ý làm vậy đâu. Cha Đu không ngoan nên không có bữa trưa. Bạn mới nói gì hả? Thì bạn luôn là đứa gây ra mọi rắc rối mà, không phải sao? Nhưng những lần đó có phải do Cha Đu cố ý đâu. Cho nên mới nói đó là vấn đề của bạn ấy. Mặc dù bạn ấy không cố tình nhưng vẫn gây ra rắc rối. Bữa trưa của mình, mình còn chưa được ăn một miếng nào luôn à. Mình sẽ cho bạn thấy đứa trẻ không ngoan là như thế nào. Cha Đu à, vui lên đi, nhìn mặt sợ quá à. Mọi người nè, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa. Ở tuổi của tụi mình không thể làm gì khác hơn được đâu. Nhưng mà tại sao lúc nào mẹ của mình cũng muốn đánh mình chứ? Theo mình nghĩ đó là vì chúng ta. Mọi người đừng có nhìn mình, mình ngại lắm. Bị nhìn chằm chằm mình rất là xấu hổ, mình không có nói được. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Bây giờ mình phải làm sao để có thể đấu được với mẹ đây? Nghe cách của mình thử nha. Bạn cứ đem giấu hết roi mây hay thước cây của mẹ bạn đi. Vậy là bạn không biết về mẹ của mình rồi. Mẹ của mình cực kỳ lợi hại. Cứ thứ gì ở trong nhà rơi vào tay của mẹ mình đều có thể biến thành vũ khí được. À, mình vừa nghĩ ra một ý tưởng này nè. Các bạn nghe thử coi có được không nha. Tất cả tập trung lại đây hết đi. Bạn nói cái gì? Các bạn nghĩ sao? Nhưng mà có chắc là ổn không vợ? À, mình sực nhớ là chưa làm bài nên mình đi trước nha. Bạn nói gì? Trong lúc quan trọng như vậy mà dám bỏ chạy một mình nữa. Mình không có ý đó đâu. Nhưng nếu không làm bài tập thì mẹ mình sẽ đánh đòn mình đó. Nhưng bạn là cái đồ nhát gan. Bạn nghĩ là bài tập của bạn quan trọng hơn việc giúp đỡ bạn bè đang gặp rắc rối hay sao hả? Được rồi, mình sẽ giúp mà. Bạn đã hứa rồi đó nha. Mọi người nghe đây, bắt đầu kế hoạch thôi. Mẹ ơi, con nghĩ ba bị đói lắm rồi đó. Chị của con vẫn còn chưa về nữa sao? Dạ chưa, chị vẫn chưa về nữa. Ôi trời ơi, nếu có con bé ở nhà giúp một tay thì đỡ biết mấy. Alo, alo tôi nghe. Đây có phải là nhà hàng Trung Hoa không vậy? Bạn ấy vô dụng quá đi, không giúp được gì hết. Giờ tới lượt Dangri đó, trông cậy hết vào bạn. Hey, thấy sao, cũng không tệ đúng không? Cô đã bắt cóc Choi Cha Đu. Nếu muốn cứu cô bé thì 5 giờ chiều hãy tới trường học gặp mặt. Xin hỏi ai gọi đó? Hãy nói gì đi, kỳ cục quá. Minh Chi à, bạn thấy giống thật chưa? Giống lắm, y như bạn đang bị bắt cóc thiệt vậy á. Sẽ thành công có đúng không? Nhưng mà các bạn có nghĩ chúng ta đã đi quá xa không? Vấn đề là sau việc này bà ấy sẽ nhận ra Cha Đu quý giá như thế nào? Có thật là Cha Đu không gặp rắc rối với mẹ nữa không? Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi như chúng ta dự tính, bác ấy sẽ để cho Cha Đu tự do làm những gì bạn ấy thích. À, mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn nha, tất cả đều là nhờ có các bạn đó. Mình đoán là Cha Đu có thể thắng được mẹ trong trận chiến này đó.
Vậy thì bây giờ tụi mình về nhà được rồi đúng không? Ừ, các bạn về đi. Cha Đu à, mình mong là bạn sẽ thành công, cố lên. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Chưa Dân à, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì, đây cũng chỉ là chút mưu kế nhỏ thôi mà. Mong là chuyện này sẽ thành công. Có lẽ bây giờ mẹ của mình đang... Cha Đu ơi, cha Đu ơi, con đang ở đâu? Tình được đứa con gái bé mộng nha. Sao mà mẹ vẫn chưa tới nữa? Mình lại gây rắc rối rồi. Sao giờ này con còn chưa về nhà nữa con gái? Trời cha đu! Con đi đâu mà đến tận giờ mới chịu mò về nhà vậy? Hả? Mẹ đã nói là con phải về nhà sớm phụ mẹ có em rồi mà. Ba ơi, anh về rồi, cha Đu ơi, ba về rồi nè. Hôn anh một cái đi bé yêu à. Em đã kêu anh phải về nhà sớm rồi mà, tại sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Đã vậy còn uống trái say bí tỉ nữa chứ. Hên hên quá đi. Được rồi cả lớp, các em lên cân đo theo số thứ tự nha. Các em nhớ là phải bỏ giày ra trước khi lên cân được không? Dương Sớt năm nay so với năm ngoái cao hơn tới 2 cm. Còn Xuân Huân cao hơn năm ngoái tới 3 cm. Hãy cùng nhảy với mình. Cha Đu à, em đứng im cho cô xem cái. Sao em lại thấp hơn năm ngoái vậy kìa? Cha Đu, bây giờ bà đứng thẳng lên xem, sao lại lùn hơn năm ngoái vậy ta? Chết sắp à? Bạn bị cao ngược hả? Nè Đôn à, sao bạn lại tự ý đổi chỗ vậy? Cô giáo đã nói là phải đứng theo số thứ tự rồi mà. Không sao, mấy bạn khác có thể lên trước mình cũng được mà. Đôn, chúng ta phải làm đúng theo số thứ tự chứ. Em mau quay về vị trí đi. Dạ thưa cô giáo. Nghe nói có một bạn lớp bên cạnh nặng 57 kg, không biết là ai sẽ nặng hơn đây. Mình nghĩ bạn trong lớp chúng ta sẽ nặng hơn. Bao nhiêu ký đây? Cái gì vậy trời? Một chân mà đã 30 kg rồi. Minchi à, em che như vậy làm sao cô nhìn thấy số? Dạ thưa cô, mình em nhìn thấy là được rồi. Hả, vậy sao? Minchi à, gì vậy? Đây là điểm nhấn hôm nay mà. Bạn hãy mau xuống đi. Được rồi. Như vậy không vô chút nào hết. Các em giữ trật tự, mời bạn tiếp theo nào. Minchi à. Các em hãy chú ý. Từ ngày hôm nay, các em sẽ chuẩn bị cho buổi trình diễn tài năng của trường. Các bạn nữ sẽ được quyền lựa chọn một bạn nhảy cùng với mình. Cô sẽ viết sẵn tên của các bạn nam lên trên này. Các em sẽ lên đây và mỗi người chọn một tờ. Bạn nhảy với ai vậy?
ăn sẽ móc trúng mình đây. Tại sao lại như vậy chứ? Shadow à, mình tỉnh lại đi. Không thể được. Mình ghét chuyện này, Được rồi, thôi là Shadow. Là Sơn Hôn sao? Không biết đâu. Bạn làm gì mà khóc dữ à? Nếu người chọn mình không thích mình thì sao? Chắc là không có chuyện đó đâu. Có thể nghe chia sẻ. Chắc chắn không ai muốn làm bạn nhảy với mình rồi. Chào bạn. Không được. Đúng rồi, mình không thể tiếp tục như vậy được. Ngày hôm nay mày sẽ làm tốt thôi cho cha Đu. Nè Đôn Đôn à, hôm nay mình đá banh ở đâu vậy hả? Ở công viên có đúng không? Hôm nay mình có việc cần phải làm rồi. Gì vậy chứ? Bạn chính là người rủ chơi trước mà. Mình xin lỗi, mình phải đi trước đây. Đã cài được rồi. Mặt vừa y lương. Giờ mình đã ốm hơn rồi. Có vẻ giảm nhiều hơn mình nghĩ. Cũng được lắm. Là ai vậy? Minchi à, mình đến chắc làm bạn bất ngờ lắm. Đơn à, anh bạn đến có chuyện gì nhá? Minchi, mình muốn làm người bạn nhảy của bạn. Hãy làm bạn nhảy với mình nha. Bạn nói cái gì? Trước giờ mình thật sự không biết rằng bạn rất xinh đẹp và còn tốt bụng như vậy nữa. Sao bạn lại như vậy? Mình không thể quên được những gì bạn đã làm vì mình trong bài kiểm tra thể chất. Với mình điều đó thật sự là một khoảnh khắc khó quên. Nhưng đó là việc bạn bè cần phải giúp đỡ nha mà. Mình tin là bạn sẽ không suy nghĩ thêm gì khác rồi đúng không? Vì vậy hôm nay mình mới đến nhà của bạn để muốn thân với bạn hơn nữa. Nè. Xin lỗi Đơn Đơn à. Thế bạn là bạn tốt của mình và sau này mình cũng muốn làm bạn với bạn như những bạn khác thôi. Không cần, mình không cần bạn trả lời mình ngay đâu. Hãy từ từ suy nghĩ rồi trả lời cũng được. Không, mình thật sự xin lỗi, mình không thể nào nhận bó hoa này. Vậy có phải vì mình quá mập không? Bạn nói cái gì vậy? Thì ra một người bạn mập thì được, còn nếu như là người bạn trai mập thì không thể được. Đơn Đơn à, bạn đừng có hiểu lầm ý của mình, chỉ là Minchi à, sao bạn lại không tập luyện nữa? Đơn Đơn à, bạn tới nhà Minchi làm gì vậy? Sao bạn lại ăn mặc như vậy hả? Bây giờ mình phải bây giờ tập nhảy với Sơn Hôn rồi, xin lỗi nha. Mình đã hiểu rồi, mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Mình thật là xin lỗi. Đơn Đơn à, bạn ấy bị sao vậy ta? Ông chuyện này thiệt là kỳ lạ. Từ trước tới giờ Đôn Đôn chưa bao giờ nghỉ học liền mấy ngày như vậy. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là bạn ấy bị bệnh? Mình đã gọi điện tới nhà Đôn Đôn nhưng mà không thấy bạn ấy nghe máy. Các bạn không biết gì sao? Mình nghe ở phòng giáo vụ nói là
Don Don sắp chuyển đi rồi và đến ở một nơi rất xa. Don Don sắp sửa chuyển trường rồi sao? Là ai vậy? À, thưa cô, con là Minchi đây. Bạn Don Don có ở nhà không vậy cô? Minchi à, bạn đến nhà mình có chuyện gì hả? Don Don à, nếu như mình là người bạn nhảy của bạn thì mọi chuyện sẽ lại bình thường đúng không? Hả? Mình không muốn bạn chuyển trường khác, lý do chính là vì mình đâu. Từ bây giờ chúng ta hãy thử thân thiết với nhau hơn đi. Bạn nói thiệt hả? Có thiệt không vậy? Mình cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn nhiều lắm. Các em hãy đi thành hàng một nha. Hôm nay là buổi tập cuối cùng cho tiết mục văn nghệ của trường. Cô cha đâu, cố tình phải không? Cố tình gì chứ, mình chỉ vô ý thôi. Một, hai, một, hai. À, Đơn Đơn à, bạn làm sao hết động tác rồi? Không sao mà, không sao mà. Hãy nhìn các bạn khác kìa. Mình cảm thấy không ổn lắm. Tiếp theo. Minchi à? Minchi. Minchi à? Lại rối nữa rồi, chán ghê. Minchi à, bạn có thể giúp mình chải tóc được không? Không được mà. Bạn nói đúng Chadu, mình thật sự không thể chịu đựng được nữa. Không thể được, mình không thể chịu đựng nữa. Gặp bạn sau nha. Được rồi, gặp lại sau nha. Mình rất muốn mua tặng cho bạn một món đồ gì đó. Mình xin lỗi bạn vì sai lầm vừa rồi nha. Mình muốn gặp bạn cũng để nói về việc đó đó. Vậy sao? Thật là hay quá. Vừa đúng lúc mình có chuyện muốn nói với bạn nè. Bạn ăn đi. Cảm ơn, mình không ăn đâu. Don Don à, mấy ngày vừa qua mình đã cố gắng thân thiết hơn với bạn. Mình thấy bạn thật sự là một người bạn dễ thương và tốt bụng nữa. Cái gì chứ, không có. Mình đã giúp được chuyện gì cho bạn đâu. Không đâu, càng chơi thân với nhau thì mình càng nhận ra bạn rất là tốt bụng. Và điều mình muốn nói là... Trời đất ơi. Ủa? Không phải bạn định nói là bạn thích mình đó chứ? Hả? Minchi à, bây giờ mình cũng có điều này muốn nói với bạn nè. Xin lỗi nha, Minchi. Chúng ta chia tay đi. Dù vậy đi nữa thì bạn cũng không phải là mẫu bạn gái của mình. Cái gì chứ? Cũng là do mình quá hấp tấp. Thôi, bây giờ mình phải đi học lớp phụ đạo đây. Hẹn gặp lại ở trường nha. Con cũng biết là mua rồi thì không đổi hay trả hàng được đúng không? Tất nhiên là con biết rồi. Nói thiệt là chú cũng không nghĩ sẽ có ai mua con này. Được rồi, tâm trạng của chú rất tốt nên chú giảm giá cho con 500 won thôi. Có thiệt không chú? Thế con cảm ơn chú nhiều. Cha đu và gà con. Mẹ đã nói con không được mua đồ lung tung rồi mà. Mình
Chi cũng có mua một con nữa đó mẹ. Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, không để nó chết đâu. Giờ đã mua rồi thì có trả được đâu. Nhưng sao nhìn nó kỳ quá vậy? Con chắc nó là gà chứ, có khi nào con lại bị lừa nữa hay không? Nó là con gà đó mẹ. Mẹ đồng ý đi nha, con hứa sẽ dọn phân và cho nó ăn. Nếu con không làm đúng những gì mình nói thì mẹ sẽ đem nó bỏ đi, nghe rõ chưa? Dạ. Mẹ không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó đâu. Chị Cha Đu, chị định đặt tên cho nó là gì vậy? Chị định gọi nó là bé Coco. Tên gì mà dở ẹt. Giữa một đàn gà lông vàng xinh đẹp, sao chị chọn có con xấu bắt này không biết nữa. Có xấu hay không thì cũng là gà của chị, đâu có liên quan gì tới em đâu. Mà sao nó không chịu ăn vậy? Bị nhịn đói từ sáng tới giờ, chắc là phải đói bụng rồi chứ. Hay là nó muốn ăn thứ khác ta? Ôi trời ơi, sao mấy cái đứa này cứ ầm ĩ hoài không biết nữa. Anh nghe nói là Cha Đu mua gà con hả? Liệu có sống nổi không đây? Nếu con bé có thể nuôi gà lớn thì mình sẽ có món canh gà để ăn. Canh gà có vẻ ngon à nha. Ông bà quá. Nếu như không muốn bị Dog Gu cắn thì hãy đi vòng đường khác đi. Sao có chuyện vô lý như vậy? Đau bụng quá. Cô à, mày vẫn ở bên ngoài đúng không? Tao sợ một mình lắm nên mày hãy làm tiếng động cho tao nghe đi. Mình chơi không? Cũng lâu lắm rồi mình không được thấy nó. Lúc trước bạn hay dẫn nó qua đây chơi lắm. Chuyện này có chút hơi khó nói. Mà bạn biết gì không? Bây giờ Pia đã lớn gần bằng trái bóng rổ rồi đó. Còn cô thì sao? Lúc trước thấy nó cũng lớn lớn, chắc giờ bự gấp đôi Pia ha. Mình nghĩ không chỉ là gấp đôi thôi đâu. Cái con này, sao mày dám ăn củ cà rốt tao chuẩn bị cho bữa trưa hả? Mày có mau nhả ra hay không? Xin lỗi nha, nhưng chắc là nó không qua được đâu. Ôi trời ơi, bây giờ chúng ta biết phải làm gì với nó đây. Anh nghĩ là anh biết đó. Con không biết, nó là đà điểu mà. Con bé đã nói là không biết rồi. Anh em không xen vào chuyện này. Mẹ sẽ gọi cho bên sở thú mang nó đi, không bàn cãi gì nữa hết. Đừng mà mẹ. Đừng cái gì mà đừng hả? Không lẽ con muốn nuôi con đà điểu ở nhà này hoài luôn hay sao? Nhưng con mới là người chăm sóc cho cô mà. Cô cũng giống như là người nhà của con vậy đó. Nếu nó là chó hay là mèo thì mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ đã quyết định rồi, không có nói nhiều nữa. Không được, con không. Cô à, chúng ta bỏ đi đi. Cha Đô à, có chuyện gì vậy? Bạn bị bệnh hả? À, không, không có gì đâu. Sao tự nhiên mình có linh cảm xấu vậy ta? Nghe chị dặn nè, hai đứa đừng có để cô tới gần mẹ, biết chưa? Với lại đừng có làm cái gì khiến cho mẹ tức giận, có biết chưa? Sẽ ổn thôi cô. Chắc là không có chuyện gì đâu không? Chị Cha Đu. Hả? Không biết mẹ có gọi
gọi điện cho bên sở thú không? Nhưng bây giờ có người đàn ông xấu đang ở trong nhà chúng ta đó. Quang đi đừng có nhảy nữa. Chú không được làm cô bị thương. Cô ơi, đợi cha đu, con mau tránh ra đi. Không muốn, con sẽ bảo vệ cho cô. Cô bé à, sở thú mới là môi trường thích hợp dành cho nó. Con nên để cho chú đưa nó đi. Tránh ra đi. Đau quá à. Nó là súng mà. Chạy đi cô con, nhanh lên. Chị nói sao chuyện đó là thật hả? Cô à, nhanh hơn một chút nữa đi. Dừng lại. Sung Hoon ơi. Là cha đu. Bạn tìm mình có gì không cha đu? Sung Hoon nè, cho tụi mình trốn nhờ nha. Mẹ của mình kiên quyết gửi cô tới sở thú nhưng mình không muốn. Nhà của bạn có nhiều phòng như vậy, hay là cho mình và cô trốn nhờ đi, năn nỉ bạn đó. Nhưng cha đu à, trước tiên bạn có thể giải thích tại sao bạn lại nuôi một con đà điểu hay không vậy? Thật ra mình mua cô từ một chú bán gà trước cổng trường. Ai ngờ khi lớn lên nó lại là một con đà điểu. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Cha đu à, mình có thể giúp bạn, nhưng bạn không thể giấu nó hoài như vậy được. Cô là một con đà điểu, nó phải sống ở một nơi rộng lớn chứ không thể bị nuôi nhốt như ốc sên được. Mình sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của mình, bạn chỉ giúp mình tới lúc đó thôi. Dù thuyết phục được thì bên sở thú cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi, tên của mình nó mất tiêu rồi. Cô à, mày đang ăn gì á? Con đà điểu kia mau nhảy riêng ra cho ta. Có ai ở nhà không? Không, không phải chứ. Làm sao bây giờ? Họ đã tìm được tới đây rồi. Trời ơi, chúng ta nên làm gì đây? Bác Kim hả? Là còn đây. Bác lái xe đến cửa sau chờ con nha. Cha đu à, bảo đưa cô lên xe đi. Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Bác mau lái xe đi. Bác ơi, nhanh lên nữa đi. Trời ơi, cha đu, mẹ mà bắt được là con biết tay mẹ. Anh nhân viên sở thú nè, anh có thể chạy nhanh hơn một chút nữa có được không? Cha đu à, mọi người làm ơn yên lặng giùm. Bên đèn đỏ rồi. Cái kiểu này chắc chắn họ sẽ đuổi kịp chúng ta đó. Sau đó thì sao? Ủa, đó là xe nhà sân hôn mà. Cô à, mày bình tĩnh một chút đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Họ đang tới kìa. Cô ơi, thò đầu ra ngoài xe nguy hiểm lắm. Mình không nhìn lầm chứ, đó là đà điểu. Nhưng mà cha đu làm cái gì ở đó vậy? Chuyện gì vậy? Bác Kim mà, chạy nhanh hơn đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Phải dùng tới nó thôi. Sao tự nhiên bắt mở radio làm cái gì vậy? Nó không phải là radio. Tình huống vừa rồi nguy hiểm ghê đó. Mình cứ tưởng là đã bị bắt rồi. Nhưng mà bác ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Mình cứ ra ngoài trước đi. Ủa? Má, cái gì? Là sở thú hả? Chuyện này là sao hả Sung Hoon? Sao chúng ta lại ở bên ngoài của sở thú chú? Thật sự xin lỗi bạn cha đu. Mình đã kêu bác Kim chở tới đây đó. Bạn nói cái gì? Cha đu à, mình biết bạn rất thích cô, nhưng bạn làm sai cách rồi. Đây mới là nơi thích hợp với nó. Tại sao bạn có thể làm như vậy với mình được hả? Mình thật sự rất thất vọng về bạn đó Sung Hoon. Nếu bạn thật sự yêu thương cô, vậy hãy làm điều tốt nhất cho nó. Bạn không thể suốt ngày mang nó chạy trốn như vậy được. Nhưng mà cô
con là người thân của mình mà. Mình sẽ không để nó rời xa mình đâu. Nghe đây cha đu, bạn không phải là một con đà điểu. Bạn phải cho Coco một cơ hội chứ. Nó cần kết bạn với những con đà điểu khác, cũng cần tạo dựng một gia đình. Tuy có một chút khó khăn, nhưng bạn có từng nghĩ nếu Coco vui vẻ thì bạn cũng sẽ vui không? Nhưng mà... Ủa? Coco ơi! Không được, ta không muốn xa mày. Chỉ là một giấc mơ thôi. Đức trai có câu hỏi tiếp theo. Barbie nói cho chị nghe, con gà có mấy ngón chân? Có hai ngón. Sai rồi, câu trả lời là 4. Đà điểu thì mới có 2. Mình nghe có tiếng chuông mà. Không lẽ lại là nghe nhầm? Là đứa nào sao cứ nhấn chuông nhà người ta hoài vậy? Là em đây. Dạ em chào anh. Em là bạn cùng lớp của Minji. Bạn ấy có nhà không anh? Cô bé dễ thương thiệt. Em là bạn của Minji hả? Giờ anh mới biết con bé có bạn dễ thương như vậy á. Chadu à, sao bạn lại đến nhà mình vào giờ này vậy hả? Tại vì không có ai chơi chung nên mình thấy chán quá. Không có ai chơi chung sao? Vậy thì bạn có muốn vô nhà mình chơi với mình không? Hôm qua ba mình mới mua búp bê mới cho mình. Chơi búp bê hả? Nghe cũng thú vị đó. Ước gì mình có anh trai. Bạn biết không Chadu, bộ váy con búp bê này đang mặc được mô phỏng từ bộ váy của nữ hoàng Elizabeth nước Anh đó. Hãy nhìn nó đi nè. Bạn có thấy sự khéo léo được thể hiện trên từng cái nút áo không? Chiếc váy được may bởi một người thợ lành nghề ở Manchester đó. Tất cả chi tiết đều làm một cách tỉ mỉ. Chưa hết đâu nha, loại vải dùng để may chiếc váy này cũng cực kỳ hiếm có, khó tìm. Cho nên giá cả của nó cũng vô cùng là... gì vậy anh? Mẹ nói anh mang bánh cho các em ăn nè. Thấy chưa, anh nói là em ấy rất dễ thương. Chào các anh, em là Chadu. Chào, cô bé dễ thương như búp bê vậy. Tụi anh có thể giúp gì được cho em không? Hay là anh đi làm bánh gạo cây cho em ăn nha. Bánh gạo có gì hay, chơi điện tử với anh nè. Đủ rồi nha. Minji à. Minji à, có chuyện gì vậy hả? Có phải là hành động của mình rất dễ thương đúng không hả? Mình không có ý đó. Tụi mình ra chỗ khác chơi đi. Chứ ở nhà bị các anh ấy làm phiền hoài à. Chadu à, tụi mình ra ngoài sân chơi đi. Nhưng mà Minji à. Yahoo. Qua chơi cái này đi. Nhanh lên Minji. Mình tới đây. Không ngờ các anh của bạn lại dễ thương tới như vậy đó. Minji à, bạn thật sự là may mắn. Tại sao chứ? Thì còn sao nữa, có nhiều anh trai nè, mỗi ngày các anh sẽ chơi chung với bạn, tha hồ vui vẻ luôn. Còn mấy đứa em của mình thì suốt ngày cứ đi theo nhờ mình làm bài tập này kia, sau đó còn phải chơi với tụi nó nữa. Vậy là bạn không biết gì hết Shadu à. Các anh ấy chỉ dễ thương với bạn vậy thôi, chứ với mình thì suốt ngày nhờ giả sai bảo, bắt mình làm hết cái này đến cái kia đó. Mình chỉ ước gì mình có mấy đứa em nhỏ đáng yêu giống như ở nhà của bạn thôi. Mình thì ước gì có được anh trai, còn bạn thì lại ước có được mấy đứa em. Ước gì điều ước của chúng ta thành sự thật hết ha. Đúng rồi đó. Chà. Có gì vậy? Nè, cái đu quay này bị làm sao vậy? Chà đu à, hình như cái gì đó không ổn á. Nó quay càng lúc càng nhanh hơn đó. Chà đu à. Yeah!
Không thể tin được là con bé lại ngủ quên ở ngoài này. Đúng là hết nói nổi. Mấy đứa trẻ con vẫn thường như vậy mà chị. Ôi trời ơi. Vậy chị đưa con bé về nhà nha mẹ Minh Chi. Chị cũng như vậy nha mẹ Cha Đu. Nhưng sao mình lại ở trong thân xác của Cha Đu vậy chứ? Chuyện gì vậy? Lại nằm mơ thấy gì nữa hả? Dạ chào bác, chúc buổi sáng tốt lành. Ủa, chào bác cái gì chứ? Dạ không phải đâu bác ơi. Thật ra ý của con chính là... Không mau dậy đi, rửa mặt ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nữa. Không lẽ con muốn đi học trễ hoài hay sao cho Cha Đu? Dạ con đi liền đây. Minh Chi à, hôm nay em có muốn anh đưa đến trường hay không? Không được, hôm qua em đã đưa em mới đi học rồi còn gì. Còn lâu mới tới mấy anh. Hôm nay anh mới là người đưa Minh Chi đi học nè. Minh Chi à, em thương anh nhiều nhất có đúng không? Điều ước của mình thành sự thật rồi. Minh Chi, em đi học quen nha. Cha Đu à. Cha Đu à. Đó là mình mà. Nè nè, bạn là Minh Chi á hả? Giờ phải làm sao đây? Chắc là hôm qua lúc ở sân chơi đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Sao tự nhiên nó lại quay nhanh quá vậy? Cha Đu à! Minh Chi à, hay cứ để như vậy luôn đi chứ mình cũng không biết phải làm sao hả? Bạn đang nói thiệt sao? Thì bạn nói là muốn các em mà bây giờ có rồi đó. Tuy mẹ của mình hơi khó chịu một chút nhưng mẹ rất tốt bụng và yêu thương chị em mình. Cuộc sống của bạn sẽ rất vui vẻ. Lỡ như chúng ta không thể trở lại như cũ thì sao? Thì đành chấp nhận vậy thôi chứ làm sao. Cha Đu à. Trời ơi Cha Đu. Trời ơi Cha Đu. Trời ơi Cha Đu. Tại sao hôm qua không ở lại làm vệ sinh mà dám trốn về hả? Thầy ơi, bạn ấy mới là Cha Đu, không phải là em. Trời Cha Đu, em còn dám giỡn mặt với thầy nữa hay sao? Thầy sẽ phạt em vệ sinh một tháng. Không phải, em không có ý đó mà thầy ơi. Vẫn còn dám cãi nữa hay sao? Tăng mức phạt thành 2 tháng. Dạ, em sẽ làm. Xin lỗi bạn nha, Minh Chi. Các em đã làm hết bài tập về nhà chưa? Giờ thì hãy để tập lên bàn cho cô kiểm tra. Dạ. Mình biết Minh Chi làm trôi mà. Đây là tập của Cha Đu mà. Hôm nay Minh Chi làm sao vậy? Thích quá đây. Vui quá có phải không? Chắc rồi đó. Yun Sắc à, hình như hai bạn đó có gì kỳ kỳ. Mình biết nè, cứ như là hai người họ đã bị quán đổ cho nhau vậy. Thích quá, mình chỉ có được giường nệm riêng nè. Mình thích ở đây quá đi. Minh Chi ơi. Ủa? Các anh trai yêu dấu của mình đang gọi kìa. Các anh ơi, Minh Chi đến đây. Minh Chi ơi, mì của anh nấu sắp xong chưa? Nè, nhớ đừng có làm bể trứng đó. Hình như có gì đó không đúng. Lẽ ra mình phải được các anh ấy cưng chiều chứ. Sao lại bắt đi nấu mì trời? Minh Chi ơi, lấy cho anh ly nước. Chờ em một chút. Anh ơi, nước của anh nè. Cảm ơn em nhiều. Nhân tiện em lấy bánh qua giùm cho anh luôn đi. Sao các anh ấy lại sai mình làm nhiều chuyện quá vậy chứ? Mình sắp phát điên lên rồi đây. Minh Chi ơi. Minh Chi. Anh mới kêu em có phải không? Bây giờ mấy giờ rồi? Anh đang đeo đồng hồ mà sao không tự coi đi hả? Ủa vậy hả? Nhưng anh lười quá. Em nói cho anh biết luôn được không? Minh Chi ơi, mì của anh sắp xong chưa chị em? Để em vô bếp coi đã. Bắt đầu quá đáng rồi nha. Nóng quá.
Minh Chi của chúng ta đáng yêu quá đi. Minh Chi ơi, mì của anh có chưa? Minh Chi à, nước của anh đâu rồi? Minh Chi ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Mình bị bỏng mà vẫn còn sai mình sao? Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình nhất định phải phản kháng. Minh Chi à, có chuyện gì vậy em? Em không thể chịu đựng được nữa. Mimi à, em có thích không? Dạ có. Hôm nay chị tốt bụng quá đi chị Shadow. Còn em thì sao? Em cũng vậy luôn. Hôm nay chị Shadow giống như là một người khác vậy. Đây, bài tập của Mimi xong rồi. Giờ chúng ta cùng chơi nha Barbie. Mimi ơi, chị mới là chị của em nè. Barbie ơi, chị mới là chị của em mà. Minchi à, trời đất ơi. Có chuyện gì vậy? Từ từ nói. Bạn đừng có thiếu tay mình mà. Minchi à, mình không thể chịu đựng được nữa. Mình muốn chúng ta được trở lại như cũ. Mình nhớ ba mẹ với hai em của mình quá. Mình muốn quay về với họ à. Nếu như chúng ta vẫn không trở lại như cũ được thì làm sao đây? Không được cũng phải được. Nhất định phải được. Chúng ta nhất định phải đổi lại. Mình muốn được đổi lại. Hãy được đi. Hãy được đi mà. Chứ đó chính là mình mà. Lại thất bại rồi sao? Mèo. Shadow à, chúng ta làm sao bây giờ? Mình cũng không biết nữa. Hello, 시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 밤 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 내 가슴속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 두근두근 두근두근 이제는 모두 다 줄 거야